Thưa quý khán giả của đài VNTV, tại phòng thu âm ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu với quý vị có tiến sĩ Mai Thanh Chuyết đến từ Houston, Texas. Xin chào quý vị và xin mời tiến sĩ Mai Thanh Chuyết. Tôi Mai Thanh Chuyết xin thân chào quý khán giả của VNTV, xin chào anh Đỗ Như Điện. Vâng, thưa quý vị, trong cái tiết mục bình luận thời sự hàng tuần, thì hôm nay anh em chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một số những cái tin tức để liên quan tới những cái diễn biến gần đây nhất, đặc biệt là chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Obama. Thưa anh Chuyết, theo anh nhận định thì cái chuyến viếng thăm vừa rồi của Tổng thống Obama thì xin anh có một cái nhận định tổng quát thôi. Về phương diện ngoại giao thì nó có những cái điểm nào mà anh muốn nêu lên không anh? Có thể chúng ta nhận thấy rằng thì trên hầu hết tất cả các diễn đàn cũng như Facebook cũng như Twitter đều nói lên cái sự hiện diện trong gần 3 ngày của Tổng thống Obama về Việt Nam. Thì những dư luận có nhiều dư luận pro và con, nhưng mà chúng tôi thấy là những cái chi tiết đó, chúng tôi cho nghĩ đó là những cái màn vào đầu, đó là những cái cuộc thăm dò, ngay cả cái tin tức quan trọng nhất, cái quyết định quan trọng nhất của Obama qua hành pháp Hoa Kỳ là dỡ bỏ cái cấm vận buôn bán vũ khí, ngay cả vũ khí sát thương cho Việt Nam. Thì một số nhà bình luận nhận định đây là một cái món quà quý giá cao quý nhất của Tổng thống Obama trao cho Việt Nam trong chuyến này. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đó chỉ là một đoàn thăm dò, vừa thăm dò cái phản ứng của Cộng sản Bắc Việt và cũng như vừa thăm dò, chúng tôi tạm gọi là nắng gân, xem cái phản ứng của Cộng sản Trung Cộng như thế nào, thưa anh. Vâng, thì nhân cái chuyện này tôi muốn nêu lên một vài cái chi tiết nhỏ vâng. Để từ đó có thể chúng ta theo như một số những cái hình ảnh mà người ta theo dõi đó, thì nó có hai cái hình ảnh hết sức là trái ngược nhau. Bởi vì Tập Cận Bình mới qua Việt Nam cách đây có 5 tháng thôi. Và lúc ấy thì nếu không nói rằng người dân đi biểu tình để chống Tập Cận Bình thì người ta cũng xa lánh. Cái niềm hân hoan của dân vâng, chúng. Trong khi ấy thì người dân từ Hà Nội đến Sài Gòn, người ta đã nô nức và người ta thức đêm để chờ cái đoàn xe của Obama. Thì đó là một cái hình ảnh. Do đó người ta đưa đến cái kết luận là gọi là lòng dân và ý đảng là hai cái đối nghịch nhau, phải không ạ? Dạ đúng như vậy thưa anh. Còn nhiều những cái hình ảnh đối chọi khác nữa, chẳng hạn như gần đây tuần vừa rồi nó có cái hình ảnh mà một ông viên chức ngành truyền thông gì đó mà ngồi trên xe hơi rồi trời mưa không bước xuống, phải có người bưng ghế ra rồi có người cống vào, trong khi nó đưa cái hình đó đứng bên cạnh cái hình mà ông Obama cầm cái dù để che cho hai người nhân viên của mình đó. Thì những cái hình ảnh đó nó nói lên một cái điều gì vậy thưa anh? Thưa anh, nó nói lên một cái dù, mặc dù muốn dù không, mặc dù ở đây là bước qua sang cái thập niên thứ hai của thế kỷ 21, nhưng mà dường như Đảng Cộng sản Bắc Việt dường ở trong cái tình trạng vừa chuyển hóa của cái thời phong kiến ở thế kỷ 19, thì đó là có một điểm. Chúng tôi nghĩ đây là không phải một tập tục về văn hóa của một cái thời phong kiến, mà đây là một, có thể gọi đó là một cái nghi thức của chính Đảng Cộng sản. Đó là cái não trạng thái thú của Đảng Cộng sản, nghĩa là đội trên mà dưới đạp đó. Mặc dù đó là một tự nhận là đầy tớ của nhân dân, nhưng sự thật là nhân dân chính là nhân những dân nô lệ của họ, thưa anh. Đó là một cái thái độ đảo ngược với cái cung cách bình dân dị nghị và với tính cách gentleman của một người đệ nhất siêu cường, mà che chở, che dù để hai vai ông ướt trời mưa, thì so sánh với ông chủ báo tờ báo Việt Nam và Nghệ Thuật để được người đầy tớ phải cõng lên lưng để qua cái cú ngập lụt, thì chúng ta thấy hai cái hình ảnh trái ngược. Mà từ hai cái hình ảnh trái ngược đó, chúng ta thấy rõ ràng là hai cái não trạng không phải được người cõng trên lưng mà hãnh diện. Đó là cái hệ não trạng một sự sợ hãi, ngay cả sự dơ đôi giày, nhưng mà sự thật ra cái đầu, cái não trạng đó đã vướng bận dơ bẩn và không
Đứng về phương diện khoa học thì chúng tôi nghĩ rằng nói đùa một chút xíu thì cái sự dơ bẩn đó, cái não trạng nó không có thuốc gì mà tẩy rửa sạch được hết, thưa anh. Vâng, vì vậy thưa chúng ta sẽ bàn về những cái vấn đề gọi là tính cách lớn sau, nhưng mà tôi muốn đi vào một số những cái chi tiết để chúng ta chia sẻ với nhau. Cái chuyến mà ông vào Sài Gòn đó, thì cái đầu tiên ông đi thăm này, ông đi thăm một cái ngôi chùa, ngôi chùa Ngọc Hoàng đó. Thì theo tôi tìm hiểu ở trong lịch sử đó, thì cái chùa ấy nó nguyên thủy gốc gác của nó đó, nó là cái gọi là cái chi nhánh của từ bên Trung Hoa mà nó mang cái sắc thái chính trị. Dạ, Minh Hương Phục Thanh. Đó, vâng, ta làm gọi là gọi là phục minh. Dạ, phục minh. Phục minh Diệt Thanh, Diệt Thanh, phục minh Diệt Thanh, đó là những đó. Người Minh Hương đó. Đó, tức là thì ông ấy lại đến thăm cái chùa đó, và cái nếu ai đã đọc chuyện gọi là kiếm hiệp của Kim Dung đó, thì có cái chuyện rất là nổi tiếng đó, mà trong đó là có một cái người gọi là Vi Tử Bảo đó anh. Vi Tử Bảo. Đó. Thì cái chuyện này nó nằm trong một cái, tôi cho rằng họ tính toán như vậy là có một cái message rõ ràng, tức là chống nhà Thanh, diệt nhà Thanh, chống nhà Minh, phục nhà Minh mà chống nhà Thanh. Đó. Mà nhà Thanh là tượng trưng cho ai hiện tại thưa anh? Đó là cho Trung Cộng. Yeah. Thì không phải cái chuyện mà ông vô tình mà đi thăm một cái ngôi chùa như vậy, nó có nhiều cái lý do, nhưng mà đó là một trong những cái lý do mà tôi nghĩ rằng họ không đơn giản, bởi vì nếu mà anh theo cái có một cái bộ sậu cố vấn rất là và anh thấy cái người mà thông dịch cho cái hướng dẫn đó là anh một anh giáo sư về đúng như vậy thưa anh. Nhưng mà riêng cá nhân chúng tôi thì chúng tôi trong cái hình ảnh đó, cái sự kiện đó, chúng tôi thấy một cái suy nghĩ khác, có thể là xin chia sẻ cùng quý thính giả của đài VNTV. Thì như thế nào, tại sao một ông tổng thống không đến dự một bất cứ một ngôi chùa đại diện cho Việt Nam như là Việt Nam Quốc Tự hay chùa Vĩnh Nghiêm hay là chùa kế bên Trường Gia Long đường bà Nguyễn Thanh Quang đó thưa anh? Vâng, của cụ Mai Thọ Truyền, mà tại sao ông đến nơi này? Chắc chắn có một cái dụng ý mà tôi xin thưa rằng điều đó chứng tỏ rằng tôi xin nói là Tổng thống Obama, tôi đến thăm ngôi chùa này để chứng minh cho cả Việt Nam và cả người Trung Cộng biết rằng ngụ ý của chúng tôi là tôi những người Trung Hoa, những người Minh Hương một khi đã di cư vào đất nước Việt Nam và họ đã bị Việt Nam hóa, bị đồng hóa, họ là người Việt Nam thì chẳng bao giờ họ về Việt Nam nữa. Điều đó chứng tỏ rằng cho chúng ta thấy rằng có thể hầu hết nơi nào có người Tàu đi định cư ở bất cứ một quốc gia nào trên thế giới, họ đều ở lại 5 dòng, 3 dòng chứ không bao giờ mà trở về cố cũ. Điều đó chứng tỏ là gì? Vâng. Họ không phải là một người di cư. Vâng. Mà họ thấy rõ ràng rằng con đường đến một quốc gia A, B, C, D nào đó, họ đã lập nghiệp, họ đã thành công, và họ thấy rằng con đường về của họ chắc chắn họ có vấn đề với đảng Trung Cộng. Vâng. Chính vì vậy mà đó là có phải chăng đó là ngụ ý của Tổng thống Obama hay không? Mình cũng không biết được, nhưng mà đó là mình phân tích. Bây giờ trở lại cái vấn đề quan trọng là cái ngày đầu tiên khi tới Việt Nam là ông ấy dỡ bỏ cái lệnh cấm vận bán vũ khí cho Việt Nam. Đây là một cái gọi là cái điểm mốc quan trọng nhất. Vâng. Trong 20 năm quan hệ ngoại giao từ 1995 cho tới 2016, tức là sau 20 năm chiến tranh, 20 năm băng giao, thì ông Obama gỡ bỏ lệnh cấm vận đó. Nhưng mà thưa anh, nói là gỡ bỏ lệnh cấm vận, nhưng mà không phải là Việt Nam muốn mua thứ gì cũng được, phải không anh? Như vậy thưa anh. Và lại đó, thì người ta nếu mà theo dõi tất cả 5 cái chỗ ông phát biểu đó, thứ nhất là khi mà gặp Trần Đại Quang buổi trưa, rồi thì trong cái bài phát biểu chính, tức là nói với người dân Việt Nam, 30 phút, gần 40 phút trong cái bài diễn văn ấy. Và khi mà ông vào Sài Gòn, ông gặp giới trẻ, nói với giới trẻ,
thì nếu chúng ta đọc hết tất cả những cái đó, chúng ta sẽ thấy là trong đó nó chất chứa rất nhiều điều, rất nhiều điều. Và một trong những cái điểm nhắc đi nhắc lại đó là vấn đề nhân quyền. Yeah. Mặc dù ông không nói thẳng ra là các anh phải sửa nhân quyền cái thứ, nhưng nếu đọc hết cái đó, chúng ta thấy rõ ràng họ, ông ta lồng vào trong đó rất là khéo trong đó. Chúng tôi có thể tưởng tượng rằng đó là một cái bài luân lý của Tổng thống Obama nhắn gửi cho Cộng sản Việt Nam một cách hết sức tế nhị, thưa anh. Vâng, thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, do đó chúng tôi sẽ trở lại để nói tiếp về cái chuyến viếng thăm vừa rồi với những nhiều khía cạnh khác nữa. Xin quý vị đón xem trong cái dịp trong lần tới. Xin cảm ơn quý vị. Yeah.